Thế thì bài tập của ngày hôm nay sẽ có hai bài tập cho chị. Và em mong muốn là chị làm trong vòng một tuần 2 đến 3 bài tập nhá. Em sẽ giao luôn 3 bài tập trong vòng một tuần. Và em cũng nhắc lại là nếu không làm thì khả năng em banh lại tiền, hoàn lại tiền. Bởi vì không làm thì em không tạo ra được kết quả, không tạo ra giá trị nên là nó khó. Em cho chị một tuần để làm rất thoải mái. Làm càng sung thì khả năng càng cao. Nhắc lại các bước của chúng ta thì đầu tiên là phải hiểu khách hàng. Phải hiểu khách hàng thì xong rồi. Bây giờ phải làm ra cái bảng chi tiết về hiểu khách hàng. Sau đó thiết kế sản phẩm thì cái này thiết kế nhanh lắm. Có khi đến ngày buổi số 2 ok mà em thấy chị làm ok sung sức. Chị làm nhiệt liệt. Gọi là chị làm mà gọi là ngon ấy. Thì có khi đến buổi số 2 là em cho chị chạy quảng cáo, thậm chí ra đơn luôn rồi. Hiểu chưa? Đấy nhá, là cái cách của chị làm nó hành động mạnh mẽ quyết liệt hay không, nó sẽ giúp cho chị đi nhanh đến bước 3 hay là đi rất chậm đến bước 3. Được chưa? Có thể một tuần sau chị làm xong là một tuần sau là phan quảng cáo luôn và ra khách được luôn. Nhớ nhá. Thì bài tập của ngày hôm nay nhớ là phải làm bài tập. Một là làm cho em, hoàn thiện cho em cái bảng chân dung khách hàng chuyên sâu mà em đã giúp chị trong vòng 2 tiếng bây giờ. Dựng demo hẳn luôn rồi đấy. Đấy là cái số 1. Rồi, chị hình dung rồi đúng không? Ở số 2 là sau khi mà chị dựng được cái bảng này thì chị chọn cho em ý tưởng và bắt đầu viết kịch bản theo chuyên môn của chị và quay cụ thể là 3 video. Đấy nhá. Về cấu trúc kịch bản thì em cũng cho chị rồi đấy. Ở bước cuối cùng là kêu gọi hành động ấy. Nhớ đúng không? Bước 1 là giới thiệu về bản thân mình và định nói cái gì đấy. Bước 2 là dàn ý, bước 3 là ở cái phần số 3 đó chính là lời kết. Kêu gọi hành động và định nói cái gì tiếp theo ấy. Thì chị quay cho em 3 video, không cần quá trình chu. Nên quay vào các khoảng thời gian mà ánh sáng nó đẹp, ví dụ là trước 10 giờ sáng, trước 9 giờ sáng này đẹp nhất. Còn buổi chiều nó khoảng tầm, chị ở trong Nha Trang thì em nghĩ nó khoảng tầm từ 4 giờ đến 6 giờ chiều khi mà trời chưa lặn, lúc đấy ánh sáng nó dịu thì mình ngồi mình chia sẻ. Được chưa? Ngồi ở bàn làm việc chia sẻ hoặc là đứng ở trước cửa hàng chia sẻ. Nhưng mà âm thanh phải tốt nhá. Phải mua cái mic cho nó tốt vào nhá. Viết kịch bản làm cái chân dung này mất 2 ngày thì trong 2 ngày đấy đặt luôn cái mic để nó ship về. Cái mic để nói, chị quay bằng điện thoại, bằng iPhone đúng không? Để tí nữa em gửi cái đường link để mua một cái mic iPhone về mà ấy có 300-400 nghìn thôi. Thế là phải có 3 video. Trong buổi lần số 2 em gặp chị là em kiểm tra cái bảng chị xem làm đã ổn hay chưa. Em kiểm tra chị đã quay video hay chưa. Cái video này quyết định đến việc là ngày hôm đấy chị đã được chạy quảng cáo hay chưa. Nhìn chưa? Đấy. Rồi. Còn ý nghĩa của cái bảng này là nó làm ra một ma trận nội dung để chị đăng mỗi ngày đăng được một video luôn. Được chưa? Ở cái số 3 nữa là chị giúp em giao việc cho một nhân viên và tìm hiểu đối thủ. Cái này là chị cần phải giao cho nhân viên. Còn hai cái trên là chị phải tự làm. Còn công việc liên quan đến đối thủ thì chị phải tự làm. Nhân viên nó làm. Thì chị phải tìm hiểu được là giá cả của nó. Cái giá mà mình không biết thì mình không biết. Được chưa? Cái số 2 là dịch vụ của nó. Cái số 2 là dịch vụ. Một là giá này. Hai là dịch vụ này. Đấy, dịch vụ của nó có gì khác mình. Ba là điểm nổi bật, điểm khác biệt đấy của nó so với mình là gì. Ngoài hình ảnh ra thì dịch vụ của nó có gì khác mình, cái điểm khác ấy, để mình sẽ tìm một cái điểm khác tốt hơn, tốt hơn nó để khách hàng nó chọn mình cho nó dễ. Điểm khác. Và cái cuối cùng
mình cứ chat với, mình bảo nhân viên ấy, cứ chat là vợ là khách hàng, cứ chat với nó như bình thường. Và cuối cùng thì trả lời cho em câu hỏi là tại sao khách hàng lại chọn đối thủ, tức là cái lý do gì đấy mà khách hàng chọn đối thủ. Khi mà tìm hiểu hết được những cái điều này thì mình mới tạo ra một cái điểm khác của mình, của riêng mình, khiến khách hàng phải chọn mình mà không bao giờ chọn thằng đối thủ nào. Ở đây còn câu chuyện nhân viên thì có thể là cái này là cho nhân viên làm này, còn hai cái này là chị phải làm này, thấy nhá. Đấy, cái này là chị phải làm, còn cái này là nhân viên phải làm. Còn buổi sau thì sẽ là liên quan đến sản phẩm, liên quan đến nhân sự. Nếu mà chị có mong muốn tuyển nhân sự thì buổi sau em sẽ nói về phần nhân sự, hướng dẫn về phần nhân sự. Còn nếu bây giờ chị vẫn cho rằng là mình làm được, có thời gian, mỗi ngày bỏ ra khoảng tầm 1 đến 2 tiếng đúng cái khung giờ đấy để làm thì là mình làm như bình thường thôi. Chị hiểu chưa? Còn đây là cái bảng mô tả công việc. Đây là bảng một cái công việc nào đó, em lọc đi đã. À, đây là một cái bảng công việc. À, thì có đầu việc là cái gì? Chi tiết công việc là ra sao? Người phụ trách là ai? Mức độ cấp thiết của công việc đấy là hoàn thành trong bao lâu? Làm ngay hay là 3 ngày hay 7 ngày hay 1 tháng? Thời gian kết thúc và mình kiểm tra cái tiến độ. Thì ví dụ như mình có rất nhiều công việc, mình ghi hết vào đây. Đầu mục việc mình ghi hết vào đây. Mô tả chi tiết cho nhân viên, cho bản thân mình thì ghi ở mô tả. Người phụ trách mình chọn ở đây. Mức độ cấp thiết là lúc này mình sẽ sắp xếp là cái nào làm trước, cái nào làm sau ấy. Chị hình dung chưa? Thì mình sẽ không quên việc nữa. Và cứ sáng mở mắt ra, lúc thức dậy, công việc đầu tiên là mình kiểm tra lại cái đầu việc của mình. Cái gì làm trước, cái gì làm sau, cái nào đang thực thi, cái nào đã hoàn thành. Được chưa? Hoàn thành thì là chúc mừng rồi, còn chưa hoàn thành thì là không được. Thì mình kiểm soát được công việc của mình hàng ngày một cách cơ bản và dễ dàng. Đấy, em chụp lại rồi, không cần phải lo. Đấy nhá. Chị hình dung chưa? Hình dung là các công việc phải làm chưa? Rồi, buổi đầu tiên thì chị cảm thấy như thế nào? Đây là code. Code tức là dẫn đường. Buổi sau em sẽ hẹn lịch buổi sau riêng nhá. Em cho chị một tuần để làm. Và cụ thể là ngày nào thì lát nữa em xem lại lịch, em sẽ nhắn lại cho chị sau. Mỗi một buổi thì chắc là chúng ta chỉ dành cho nhau khoảng tầm 2 tiếng là phù hợp. Nhiều quá thì cũng quá tải. Chị nhớ làm bài tập cho em nhá. Cho được, nhưng mà chị phải tải Xmin xong chị mở lên nhá. Cho thì thoải mái, có gì đâu. Để mà nghiên cứu ra những cái insight khách hàng chuyên sâu thì nhớ dựa vào công cụ Google, YouTube, Shopee thì chị sẽ làm được sâu hơn. Ngoài ra là mình ngồi mình nghĩ nữa, mình phải đặt mình vào khách hàng mình nghĩ. Khi mình là khách hàng thì bán hàng cho khách hàng cực kỳ dễ. Còn khi mình chỉ là thằng làm ra sản phẩm thôi, xong mình bán hàng nó khó lắm.